Sự kiện vòng quay Quillen nghịch thiên Long Đế, lắng nghe người chơi, nâng cấp skin. Team Flash chiến thắng 3-1 trước HEV, cố gắng thôi là chưa đủ. Sài Gòn Phantom xảy chết 3-2 trước VGaming khi những bóng ma chưa đủ đáng sợ. Bình luận viên Thanh Tùng, WhiteT thi đấu như người mất hồn. Thiên Di chia sẻ lý do không thi đấu cho Pháp Esports không như những lời đồn. Cập nhật bảng xếp hạng đấu trường danh vọng, Team Flash giữ vững ngôi đầu. Sau đây sẽ là một phút dành cho quảng cáo skin mới. Sự kiện vòng quay Quillen nghịch thiên Long Đế đã ra mắt vào ngày 17 tháng 9 và sẽ kéo dài đến ngày 30 tháng 9 tới đây. Đây là trang phục đầu tiên sẽ có sự nâng cấp hình ảnh trong game sau khi lắng nghe ý kiến của người chơi. Cụ thể khi mở bán vào ngày 17 tháng 9, Quillen nghịch thiên Long Đế sẽ có dáng vẻ như các bạn đang thấy vào lúc này. Sau ngày 27 tháng 9, Quillen sẽ được cập nhật hình ảnh nâng cấp. Giờ thì mình sẽ quay cái sở hữu này. Để sở hữu skin xịn sò chất trời này, anh em hãy thử nhân phẩm với vòng quay 12 ô có sẵn ở sảnh chờ. Với tối đa 100 lượt quay tương đương với 1.500 quân huy, bạn sẽ chắc chắn tạo được nghịch thiên Long Đế. Còn nếu nhân phẩm của bạn ở mức chấp nhận được như bình luận viên Hoàng Sơn AOV, bạn sẽ chỉ mất tầm 1.200 quân huy để có cho mình một bộ ngoại trang bậc SS hữu hạn, một mức giá phải nói là quá mềm cho một cuộc tình. À đây rồi, ra rồi, anh em ơi, ra rồi. Cuối cùng thì cũng ra. Đấy, như anh em đã thấy thì tôi có 9 cái vé quay và tôi quay mất tổng cộng là tôi có 1.500 quân huy thì quay trong vòng là 1.259 quân huy là tôi có được cái skin Quillen nghịch thiên Long Đế này. Người ta thường nói skin đẹp thì tăng đam, nhưng điều đó có lẽ chỉ đúng với những best Quillen chứ không phải là bình luận viên Hoàng Sơn AOV với một con Quillen mới chơi được vỏn vẹn có 2 trận. Hậu quả của việc test hiệu ứng skin mới là KDA 061 và một sao free dành cho đối phương. Dù vậy, xin cam kết rằng với những ai biết chơi Quillen, nghịch thiên Long Đế sẽ là bộ ngoại trang búp thêm cho bạn 300% sát thương và auto chém chí mạng trong mọi tình huống, chứ không phải là như thế này. Siêu! Ôi! Vãi luôn! Ôi! Ra đi! Bước vào trận đấu với HEV, Team Flash với tư cách là đội đầu bảng vô cùng tự tin về một chiến thắng để củng cố ngôi vị đầu bảng của mình. Với những khán giả hâm mộ Liên Quân Mobile Việt, chắc chắn người ta mong chờ một cuộc đối đầu giữa hai trợ thủ hàng đầu là ProE và Gturtle. Nhưng HEV đã sớm cho thấy rằng họ không phải là một đối thủ dễ ăn, không phải đội tuyển lót đường của giải đấu. Bằng chứng là ngay ở game đấu đầu tiên, họ đã hạ gục nhà đương kim vô địch sau hơn 12 phút thi đấu với sự xuất sắc của Kenty cùng với những người đồng đội của mình. Là cả sức khỏe của những vị tướng này nữa. Giao tranh thiếu người, Team Flash sẽ mất đi gấu trong ít nhất 15 giây đã băng vào từ long quái cho tay Gturtle để mở đường lấy được 3 đường sân cấp cho bên phía đội tuyển HEV. Họ muốn kết thúc đi ván thi đấu này. Tham vọng lớn quá và cú long diện từ Kenty lấy đi rất nhiều máu bên phía đối phương. 1-0 cho HEV trong kèo thi đấu này, một điểm vô cùng quý giá mà HEV đã không hề phung phí lượng tướng cực mạnh họ sử dụng trong ván thi đấu đầu tiên này. Tuy nhiên, dù đã rất cố gắng, nỗ lực của HEV tại ván thi đấu đầu tiên vẫn là chưa đủ để họ hạ gục một Flash quá mạnh. Để rồi sau đó, Flash đã thắng liên tiếp 3 trận đấu, chiến thắng HEV với tỷ số là 3-1. Cao thủ Liên Quân chỉ đưa ra một nhận xét ngắn gọn mà thôi, đẳng cấp nhà vua. Đầu tiên, đã có giao tranh của đối phương này đổ ra ở đây. Đang bảo đảm đường đến vị trí Xuân Bách, hủy diệt đối phương rồi. Khi tôi là người đầu tiên phải đặt xuống, người thứ hai phải đặt xuống là Kenty, người thứ ba là người đây mất đi cho mình đó là cả điều được nữa là cực kỳ chính xác đến vị trí đang đi nữa. Người thứ tư đó là một thành viên bên phía đội tuyển HEV chết và cuối cùng chỉ có một mình lách mà thôi. Cú lao cơ khí quá chí mạng thế này rồi. Quân nói thua luôn ở phút thi đấu này, chưa đến phút thi đấu thứ 10 và kết thúc rồi, không còn cơ hội nào nữa. Bão từ trường từ một khoảng cách rất xa nhưng một mình lách thì quá đơn độc và kết thúc của ván thi đấu này là quá chóng vánh, 3-1 cho bên phía của Team Flash. Một chiến thắng quá trong vánh của Team Flash sau khi ăn Caesar và con Lorion trong tay của Xuân Bách vẫn làm nên quá nhiều chuyện, đến mức Whip Bomber chỉ còn biết đăng ảnh MVP của Bách kèm theo caption chịu. Là đội tuyển mạnh, Sài Gòn Phantom nhận được rất nhiều kỳ vọng từ người hâm mộ, nhưng có vẻ như tình hình hiện tại của đội tuyển này đang rất không khả quan, ít nhất là về mặt điểm số hiện tại. Bằng chứng là sau trận thua trước Team Flash và dù sau chiến thắng có phần kịch tính trước HEV, Sài Gòn Phantom vẫn để thua VGaming với tỷ số 2-3. Để giờ đây, sau 3 lượt trận, SKP thắng 1 và thua đến 2, một kết quả khởi đầu nếu nói không quá thì là khá tệ cho một đội tuyển được kỳ vọng nhiều như Sài Gòn Phantom. Trong trận đấu với VGaming, mặc dù bị dẫn trước 2-0, tưởng chừng như SKP đã có thể quay trở lại sau chiến thắng, san bằng tỷ số 2 đều cùng với sự xuất sắc của Tân Minh Khoa. Giống như phong trạng trụ cuối cùng ở nửa dưới bản đồ, đi quay lao vào em góc cũng là tương tự. Và Sài Gòn Phantom chưa muốn dừng lại ở một đường siêu cấp khi mà đi quay đã bắt đầu tiến vào rồi. Red đang bắn nhà, WhiteT và cả Maris cũng đã ra đánh cược trở lại đến từ bên phía của VGaming. BLV cũng đánh được khá nhiều đam, đi quay cũng là tương tự. Giống tiên phong sẽ có thêm sự ủng hộ đến từ một tên lính nữa. Red đang ngắm bắn, chưa quá chính xác với những viên chỉ kích của mình và sau đó cùng mới chỉ là một đường siêu cấp dành cho những thành mà thôi. Bởi ở trong tình huống thi đấu vừa rồi, Sài Gòn Phantom muốn kết thúc luôn đi trận thi đấu và vì vậy nếu họ chưa có quá nhiều như đây là phá vòng vào lần này thì có vẻ như thứ hiệu quả hơn rất nhiều. Rồi anh chưa phải làm lại sẽ có chủ thứ hai. Sài Gòn Phantom vẫn còn nội tại của mùa đó là 18/8 cũng như là mùa rồng. Họ sẽ tiếp tục tràn ra vào. Họ muốn hủy diệt đi một người và một người đúng là đã phải làm lại đó là Quang Hải. Ở trong tình huống giao tranh vừa rồi, Quang Hải phải làm lại và tiếp theo nữa sẽ là cái nhà chính trước khi mà Maris bị hủy diệt. Tôi nghĩ rằng trận đấu này sẽ có trận chung kết tổng thôi. Chắc chắn là như vậy rồi. Sau cú Stingay cùng triple kill my color của Bắc và tỷ số sẽ được quân mình là 2 đều sau 17 phút thi đấu của game thi đấu thứ tư. Nhưng rồi, trong trận đấu quyết định với VGaming, SKP đã không có được may mắn như trong trận đấu với HEV. Họ đã thua và thua một cách tâm phục khẩu phục trước VGaming của những Quang Hải và Maris. Mà đoán sai được nữa rồi thì đây sẽ là Stingay sau khi mà bật lên bảng điểm số trong trận thi đấu này. Cuối cùng thì VGaming cũng có thể phá vỡ trước Sài Gòn Phantom và đây là một màn phá vỡ hoàn toàn là hoàn hảo đến từ VGaming. Một trận thi đấu cuối cùng nghẹt thở và ở trong ván đấu nghẹt thở đó thì cuối cùng sai lầm lại xuất hiện. Như đã nói thì ở trong những pha giao tranh như thế này, xạ thủ chủ lực cũng như là người chơi đường giữa của đội tuyển Sài Gòn Phantom hoàn toàn không an toàn. Và ở trong một pha thi đấu mà giao tranh là 5-5, Sài Gòn Phantom đã đến muộn hơn. VGaming đã phá rớt thành công, họ đã thắng một cách xứng đáng. Còn SKP, họ là những bóng ma, nhưng những bóng ma Sài Thành này có vẻ chưa đủ đáng sợ với các đội tuyển của đấu trường danh vọng. Người hâm mộ của SKP có lẽ sẽ còn phải chờ đợi thêm để bộ máy của SKP có thể vận hành một cách trơn tru nhất. Nếu SKP là những bóng ma không còn quá đáng sợ thì WhiteT gần đây cũng như vậy. Phong độ của tuyển thủ này gần đây không quá ổn định nếu không muốn nói là giảm sút rất nhiều từ đầu giải cho đến giờ. Sau trận thua bất ngờ 1-0 của Pháp trước Severus, bình luận viên Thanh Tùng đang post quá đáng khen cho Severus khi nhân sự rất ảnh hưởng vẫn đang thi đấu rất hay. Còn WhiteT, méo hiểu sao từ ngày Flash mượn tới giờ cứ như người mất hồn. Cứ tưởng sau khi đến với Flash, WhiteT sẽ có nhiều bước tiến hơn nữa, nhưng điều đó lại không xảy ra. Và rồi, Severus thắng Pháp tới 3-0 trắng, không có cửa cho WhiteT hay TA nữa. Đến khi nào, WhiteT và Pháp Esports mới quay trở lại đây? Pháp thua, người ta lại hỏi KhiênG đang ở đâu? Bởi dù có như thế nào thì KhiênG vẫn là nhân tố bất ngờ của đấu trường danh vọng. Có tin đồn cho rằng KhiênG đang gặp vấn đề về sức khỏe, người ta lại nói KhiênG đang đi cách ly Covid-19 rồi. Và rồi, chính chủ cũng đã phải lên tiếng, KhiênG đã chia sẻ thẳng thắn như sau. Hello tất cả anh em đã quan tâm tới KhiênG do thấy mọi người hỏi quá nhiều. Để trả lời cho câu hỏi KhiênG ở đâu, sao không đánh bla bla, hay các lời đồn đoán đi cách ly nên không đánh được, hay không lên được Gaming House, không đánh được, thì mình xin đính chính lại là hiện tại mình vẫn khỏe mạnh và không bị đi cách ly vớ vẩn như đồn đoán. Còn về lý do vì sao mình không đánh thì với một phần là mình cũng đã hết hợp đồng với bên Pháp. Còn tương lai mình có tiếp tục thi đấu hay không thì mình cũng không biết. Vạn sự tùy duyên thôi mọi người, biết đâu sẽ là một màu áo mới. Ở dưới Pesman trêu nhẹ, thôi anh em đừng đoán làm gì cả, Pesman đi top với cả Khiên Murat dừng đi SEA Games 31 nhá. Nói vui là như vậy, nhưng mong rằng Khiên Di sẽ sớm quay lại thi đấu, anh em cũng nhớ Khiên Di lắm rồi. Và để kết thúc bản tin, chúng ta hãy cùng điểm lại bảng xếp hạng của đấu trường danh vọng nhé. Mặc dù đang có cùng 9 điểm, nhưng vì hơn về hiệu số, Flash vẫn đang đứng đầu bảng. Áp sát ngay sau đó là VGaming và Severus, đội sổ đang là B2F, tân binh của giải đấu. Chờ đợi tuần thi đấu tiếp theo nhé cả nhà. Anh em tiếp tục bấm like và subscribe kênh YouTube của BLV Hoàng Sơn AOV để đón xem tin tức hấp dẫn nhé. Bye bye anh em.